Dạ, sắp thanh trật mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có một số đồ gốm, đồ đồng và bộ bàn để giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong những clip vừa qua đóng hộ shop của em. Rồi mã số 1 xe đầu tiên hôm nay thì em có một bộ bàn gồm 7 món, 4 cái ghế, 2 cái đông và 1 cái bàn. Chất liệu của nó là gỗ đỏ. Cái này là cái đông của nó. Này nó có 2 cái. Bề mặt đông thì được có một miếng đá văn mai ngang với cô chú và anh chị. Thì xung quanh cái đâu này thì nó tặng ốc 7 màu. Dưới này nó có cái kiệu của mình nữa, tiện dụng để mình đựng đồ rồi cũng được. Chiều cao của cái đâu này là 64. Chiều dài của cái đâu này là 47. Ngang lại là 37. Đó là thông số của cái đâu này. Rồi cái ghế. Thì cái ghế này thì cái mặt ghế và cái mặt thành giữa ghế của mình nó có là những miếng đá văn mai nha quý cô chú và anh chị. Ở đây xung quanh này thì mình được viền, được cản ốc 7 màu hết. Bộ bàn này thì em chưa có vệ sinh chùi rửa gì hết nha. Chiều cao của cái ghế này là 1m14. Phủ bì hai cái tay ghế của mình là 74. Lọt lòng cái ghế mình ngồi là 62. Chiều sâu vô của cái ghế là 55. Đó là thông số của cái ghế này. Còn cái bàn. Cái bàn thì nó cũng là, trên mặt bàn nó cũng là có một miếng đá văn mây. Và xung quanh cái bàn là được cặn ốc 7 màu hết nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc hết. Chiều cao của cái bàn này là 75. Chiều dài của cái bàn này là 1m1. Chiều ngang lại của cái bàn này là 50. Chiều dài của cái miếng đá trên cái mặt bàn là 96. Ngang lại của cái miếng đá là 36. Đó là thông số của cái bàn này. Rồi mã số 1 xe đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ bàn 7 món này 45 triệu. Em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 2C thì em có một bức tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay. Tích của nó là chim trĩ và những đóa hoa phù dung. Cái khung là khung gỗ gụ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều dài của bức tranh này là 1m17. Chiều cao lên là 73. Chiều dài của cái miếng đá này là 98. Chiều cao của miếng đá này là 54. Rồi mã số 2C này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay này 2.200.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 thì em có một cái sâm trầm. Chất liệu của nó là bằng đồng, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Bên trong cái sông trầm này thì nó không có ba vớ nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì sạch sẽ luôn. Chiều cao của cái sông trầm này là 41. Hoành bụng của ba con kỳ lân ở trên là 74. Cái sông trầm này là cân nặng là 6kg nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3C này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái sâm trầm này 4.500.000. Em bao đóng và em bao phí xếp. Rồi mã số 4C này thì em cũng có cái sâm trầm. Chất liệu của nó là bằng đồng, hoàn thì liền lạc và lành lặn luôn. Bên trong sâm trầm đây, nó cũng sạch sẽ, không có ba vớ. Chân đế của nó có mọc. Chiều cao của cái sâm trầm này là 19. Ngang lại của nó là 21. Cân nặng của nó là 1,5 kg. Rồi mã 4C này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái sâm trầm này là 1.800.000. Em bao anh bóng và em bao phí xếp. Rồi mã số 5C thì em có một cái căn, chất liệu của nó là bằng đồng. Đồng nguyên con luôn nha quý cô chú và anh chị, chỉ có cái móc này là nó là bằng sắt thôi, còn lại là nó bằng đồng hết. Hàng thì liền lạc luôn. Chiều dài của các cây căn này là 34.
ngang của cái miệng căn này là 21. Căn nặng của nó là 1,3 kg. Rồi mã số 5C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái căn này là 1 triệu, em bao đánh bóng. Rồi mã số 6 thì em có một cái thau, chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liên lạc hết. Cao của cái thau này là 15. Ngang của cái thau này là 38, lọt lòng là 34. Căn nặng của nó là 1,1 kg. Rồi mã số 6 này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái thau này là 1 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Rồi mã số 7 thì em có một cây kèn, chất liệu của nó là bằng đồng. Kèn này thì mình chỉ để chân đìa co thôi nha quý cô chú và anh chị. Nó bị hư cái lưỡi gà rồi. Dài của cái cây kèn này là 32, ngang lại là 11. Cân nặng của nó là 300 g. Rồi mã số 7 xe này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cây kèn này 700 ngàn. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Rồi mã số 8 xe này thì em có những cây đàn dầu, chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, không có bị lủng chảy gì hết. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 54. Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 31. Quanh bụng là 43. Rồi mã số 8 xe này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái đèn này 3,2 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 9 xe này em có cái đèn, cái đèn đồng này. Hàng thì liên lạc và lành lặn luôn, không có bị lủng chảy. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 47. Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 27. Quanh bụng là 40. Rồi mã 9 xe này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái đèn này 3 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Rồi mã số 10C và 11C này thì em có một cặp đèn gốm. Cái bào của nó bằng gốm, còn cái họng của nó là bằng đồng nghe quý cô chú anh chị. Hàng thì không liền lạc và lành lặn luôn. Cây mã số 10C là chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 46. Từ miệng đèn xuống tới chân đế là 23. Quanh bụng là 24. Cây mã số 11C thì chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 44. Từ miệng đèn xuống tới chân đế là 22. Quanh bụng của nó cũng 23 luôn. Rồi một cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 4,2 triệu một cây, là 2,2 triệu nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 12C này thì em có một bộ tách trà gồm 4 cái ly và 4 cái dĩa. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, nước men rất là sáng nha quý cô chú và anh chị. Những hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết. Chiều cao của cái ly này là 5 phân. Ngang của cái ly này là 9 sân. Ngang của cái dĩa này là 14 sân. Rồi mã số 12C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, bộ tách trà này 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13C thì em có được chục chén hòn gốm Nhật. Hòn thì liền lọt và lành lặn hết, không có bị sức mẻ gì hết ngang quý cô chú và anh chị. Chân đế của nó có mọc. Chiều cao của cái chén này là 6 phân. Ngang của cái chén này là 12 sân. Rồi chục cái chén hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 thì em có được 2 cái dĩa lớn và 5 cái dĩa nhỏ. Hòn gốm Tàu. Này cái dĩa lớn của nó đây. Đây là những cái dĩa nhỏ của nó nha. Ngang của cái dĩa lớn này là 21. Ngang của cái dĩa nhỏ này là 13. Rồi hai cái dĩa lớn và 5 cái dĩa nhỏ hòn gấm Tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 15C này thì em có một cặp bình bách hoa. Cặp bình nhỏ nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Cao của cái bình này là 39. Ngang cái miệng bình này là 7 phân. Quanh bụng là 68. Quanh đế là 38. Chân đế của nó có mọc. Rồi mã 15C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình bách hoa này 2,5 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị.
Rồi mã số 16 xe này thì em có một cặp bình củ tỏi nhỏ, cũng là bách hoa luôn. Hoàng thì liền lọt và lành lặn hết. Chiều cao của cái bình này là 35, ngang miệng bình là 8 phân, hoành bụng là 73, hoành đế là 44, chân đế của nó có mọc. Rồi mã 16 này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình củ tỏi nhỏ này 2.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã 17C này thì em có một cặp bình củ tỏi lớn. Hằng thì liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái bình này là 54, ngang miệng bình là 20, hoành bụng là 1m13, hoành đế là 66, chân đế của nó có mọc. Rồi mã 17C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình củ tỏi này 3.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 18C thì em có một cặp bình màu vàng chanh này, tích của nó là chim trĩ và những đóa hoa phù dung. Hoàng thì liên lạc hết nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bình này là 59, ngang miệng bình là 20, hoành bụng là 94, hoành đế là 62, chân đế của nó có mọc. Rồi mã số 18C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình màu vàng chanh này 3.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19C thì em có một cặp bình thành hóa, tích của nó là chim trĩ và những đóa hoa nha quý cô chú và anh chị. Đó, hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái bình này là 55, ngang miệng bình là 20, hoành bụng là 83, hoành đế là 58, chân đế của nó có mọc. Rồi mã số 19C này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình thành hóa này 4.200.000, em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 19 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay, thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vậy em cảm ơn.